năm phim chiếu rạp Việt Nam có doanh thu khủng nhất nửa đầu 2023, Trấn Thành vẫn là tượng đài của điện ảnh Việt, được sự đón nhận từ khán giả Việt. Liệu lật bật 6, tấm vé định mệnh có vượt mặt nhà bà nữ để đứng đầu top 5 phim chiếu rạp Việt Nam có doanh thu cao nhất. Nhà bà nữ, sau gần 2 năm vắng bóng, Trấn Thành đã trở lại cuộc đua phòng vé với mục tiêu lật đổ con số kỷ lục của bố già. Bộ phim cũng đã mang lại doanh thu kỷ lục phòng vé với hơn 395 tỷ. Tính đến ngày 7 tháng 6, nhà bà nữ đạt bước doanh thu trên 458 tỷ đồng theo thống kê từ Box Office Việt Nam sau gần nửa năm ra rạp chính thức vượt qua bố già trở thành phim việt ăn khách nhất mọi thời đại được đông đảo khán giả việt đón nhận nhà bà nữ xoay quanh cuộc sống trong nhà của bà nữ lê giang nữ chủ tiệm bánh canh một bình gồng gánh trên vai gia đình qua bao năm tháng bà nữ hết mực yêu thương con gái út ngọc như uyển ân nhưng chính vì quan điểm sống khác biệt hai mẹ con không tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã dẫn đến những hậu quả đau lòng đơn giản vì như muốn được sống theo ý thích mà không chịu sự sắp đặt của mẹ ngoài ra khán giả cũng được chứng kiến câu chuyện của đôi vợ chồng ngọc như khả như con gái lớn của bà nữ và phú nhuận trấn thành khi như tỏ ra là người vợ đánh đá khiến người người chồng như nhuận luôn sống trong cảnh tù túng lẫn mệt mỏi mặc dù nhà bà nữ nhận về một số chỉ trích đơn cử như nhiều nhận xét nói rằng phim nói đạo lý quá nhiều nhân vật chửi tục nhưng khó thể phủ nhận tài năng của Trấn thành khi đánh trúng tâm lý của người xem bình dân phim cũng vừa mang về cú đút tại liên hoan phim châu á đà nẵng với phim việt nam hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất lật mặt 6, tấm vé định mệnh với danh sưng loạt phim ăn khách nhất lịch sử dạp chiếu việt liệu phần 6 lật mặt có giữ vững phong độ như các series trước lật mặt sáu tấm vé định mệnh mang đến một câu chuyện hết sức táo bạo kịch tính và hiếm gặp trong dòng chảy phim Việt hiện nay. Bối cảnh phim là làng chiếu truyền thống Định Yên, nơi có 6 người bạn Phương Quốc Cường, Phát Huy Khánh, Khánh Trung Dũng, Lộc Huỳnh Thi, An Thanh Thức và toàn Trần Kim Hải luôn sát cánh và bên nhau không rời. Thời thế đổi thay, nghề làm chiếu trở nên mai một, chỉ còn có Phương là kiên trì với nghề, còn những người bạn của anh đều khốn khó đủ đường để kiếm cơm ăn áo mặc. Một ngày, Phương mua được tờ vé số có trùng ngày sinh nhật của anh và các bạn mình, nhưng lại đưa cho An giữ nó, người vừa mất do tai nạn kịch tính xảy ra khi tấm vé chúng giải độc đắc hơn 136 tỷ được chôn theo thi thể của An. Do đó, Phương cùng những người còn lại quyết định quật mộ An lên để kiếm tờ vé số, nhưng đây cũng là khởi điểm dẫn tới một loạt bi kịch cho nhóm bạn thân này. Hiện tại bộ phim đạt doanh thu hơn 270 tỷ và sự yêu mến của khán giả vẫn kéo phim ở lại dạp sau gần 2 tháng. Thành quả này đến từ sự đầu tư nghiêm túc từ bối cảnh đến kịch bản gay cấn và nhiều cú twist của đạo diễn Lý Hải. Siêu lừa gặp siêu lầy. Bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy được trình làng với ekip ăn khách bao gồm Nam thần anh tú, cây hài được yêu mến Mạc Văn Khoa cùng đạo diễn trăm tỷ Võ Thanh Hòa. Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa theo chân khoa tên lừa đảo tầm cỡ quốc nội đến đảo Ngọc, Phú Quốc với mong muốn đổi đời. Tại đây, khoa gặp Tú tay lừa đảo thứ thiệt và cùng Tú thực hiện nhiều phi vụ khác nhau. Cứ ngỡ sự danh bẫng của Tú và sự may mắn trời cho của khoa sẽ giúp họ trở thành bộ đôi bất khả chiến bại, tuy nhiên cả hai đã đối mặt với nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Với doanh thu hơn 121,4 tỷ đồng và đạt gần 900.000 xuất chiếu, siêu lừa gặp siêu lầy nhanh chóng vươn lên top đầu phim có doanh thu cao nhất cả nước năm 2023. Chị chị em em Lấy bối cảnh từ những năm 30 của thế kỷ trước, bộ phim Chị chị em em hai dựa trên giai thoại truyền miệng về hai đại mỹ nhân nổi tiếng đất Sài Thành. Câu chuyện bắt nguồn từ lòng ngưỡng mộ đan xen sự đố kỵ mà Tư Nhị Ngọc Trinh hướng về cô ba trả Minh Hằng. Xuất thân từ nghề mại dâm, bị khinh rẻ như những người dưới đáy xã hội đã khiến Tư Nhị tìm mọi cách bày mưu tính kế để tiếp cận đệ nhất mỹ nhân Sài Thành ba trả nhằm đổi đời. Thuộc thể loại đấu đá mưu mô, Chị chị em em hai đã đem về doanh thu khá lớn khi đạt 121 tỷ đồng và nhận được đa số phản hồi tích cực từ khán giả đến dạp. Trái lại nhiều ý kiến khác cho rằng, phim chỉ ăn khách ở mặt hình ảnh còn câu chuyện thiếu chiều sâu cùng những pha hở hang quá đà, con nhót mót chồng, hơn 75,5 tỷ đồng đây là con số mà con nhót mót chồng đã thu về được cho phía nhà sản xuất từ cuối tháng 4 đến thời điểm hiện tại. Bộ phim quy tụ dàn sao Việt nổi tiếng như Thái Hòa, Thu Trang, Tiến Luật, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Huỳnh Phương, với lối diễn tự nhiên và hài hước đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chân thật nhất về cuộc sống của những người dân lao động. Con nhót mót chồng lấy cảm hứng từ web drama chuyện xóm tôi, bộ phim là câu chuyện của nhót, người phụ nữ chưa kịp già đã sắp bị mãn kinh, vội vàng đi tìm chồng sâu thẳm trong cô là khao khát muốn có một đứa con và luôn muốn hàn gắn với người cha suốt ngày say xỉn của mình. Ý kiến trái chiều cho rằng con nhót mót chồng không thoát khỏi hình bóng của một bộ phim web drama với câu chuyện không có nhiều điểm nhấn, diễn xuất còn chưa đúng với tinh thần điện ảnh. Tuy nhiên, chính vì ra mắt trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, con nhót mót chồng đã mang về doanh thu khá ổn. Khi được hỏi về lý do tại sao phim Việt đầu năm 2023 lại có doanh thu khởi sắc như vậy, nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc bày tỏ, năm 2023 là một năm đánh dấu những tín hiệu đáng mừng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực điện ảnh ở Việt Nam. Trong nửa năm, hàng loạt bộ phim chiếu rạp có doanh thu khủng như Nhà bà nữ, Chị chị em em 2, Lật bật 6 đều đạt doanh thu trăm tỷ. Từ góc nhìn của người trong ngành, ông cho rằng các bộ phim điện ảnh hiện nay thường gọi vốn tư nhân bên ngoài, được đầu tư với kinh phí khủng, với cốt truyện gần gũi khán giả, hình ảnh chỉnh chu và chuyên nghiệp, cho thấy cách làm việc nghiêm túc của các nhà đầu tư và nhà sản xuất phim hiện nay. Đáp lại với thái độ làm việc chuyên nghiệp đó, sản phẩm họ làm ra đã thu hồi được vốn và kéo về doanh thu cao đây cũng là động lực để thúc đẩy các nhà sản xuất cho ra đời những bộ phim chất lượng tìm ra những nhà làm phim trẻ hứa hẹn điện ảnh sẽ là ngành công nghiệp nặng trong tương lai ở việt nam ông cũng đưa ra nhận định hiện nay những bộ phim đều có sự tìm tòi sáng tạo mang dấu ấn và đột phá cá nhân của những nhà làm phim trẻ phim điện ảnh việt nam đang có tín hiệu rất tốt khởi sắc mạnh mẽ không chỉ phim thương mại mà còn phim nghệ thuật